Hello, xin chào anh em, eGame đã quay trở lại rồi đây. Anh em có còn nhớ con game kinh dị Hungry Lemur ra mắt cách đây ít lâu chứ? Cái game mà có con lạc đà thích đi nhai đầu người khác ấy. Nếu anh em thích con game đó thì đây là tin vui cho anh em đây. Tác giả của Hungry Lemur đã cho ra mắt một tựa game mới. Đó chính là Simon Crow, điều khiển một cặp đôi đang trong buổi hẹn hò tại Thủy Cung. Anh em bất chợt phát hiện ra mình bị bao vây bởi những con sinh vật biển có gương mặt người. Chả biết bọn này có liên quan gì đến Hungry Lemur không? Nhưng mà những con vật mặt người cũng thèm thịt và thịt ở đây chính là cặp đôi nhân vật chính. Những sinh vật này đến từ đâu? Liệu hai nhân vật chính của chúng ta có thoát được khỏi thủy cung kinh hoàng này hay không? Câu trả lời sẽ có trong video phân tích cốt truyện của Simon Crow ngày hôm nay. Nhưng mà trước hết tôi phải năn nỉ anh em ấn cái nút đăng ký cái đã, anh em biết không? Tôi chỉ còn cách cột mốc 2 triệu người đăng ký có 400.000 anh em nữa thôi. Đây là tôi rất cần sự huy động của toàn bộ anh em eFan để đạt được cột mốc lịch sử này. Chỉ cần anh em ấn đăng ký, tôi sẽ dẫn anh em đi tham quan cái thủy cung có con cá mặt mi game này đây. Đây là loài cá xạo lìn nhất ở dưới đại dương. Mỗi khi xuất hiện sẽ là bắt đầu chém gió bằng những phân tích và giả thuyết game xạo lìn nhất. Anh em ấn xong chưa? Xong hết rồi thì mình đi thủy cung thôi nào. Cơ mà trước khi đến với Simon Crow, để tôi tổng hợp lại những thông tin mà anh em cần biết về con game trước của tác giả là Hungry Lemur nha. Bởi tôi có một linh cảm là hai tựa game này có liên quan đến nhau anh em ạ. Hungry Lemur là một tựa game về một con lạc đà không bướu, rất là đói bụng với đồ họa khá là hoạt hình. Thế nhưng, con lạc đà này lại thích ăn đầu người theo nghĩa đen luôn, nó chỉ ăn mỗi cái đầu, vậy thì con lạc đà này đâu ra? Nếu chơi đến hết game, với điều kiện anh em không vượt phá chiếc xe hơn khi đang điều khiển con lạc đà và phải chạy được đến chỗ chiếc xe khi đang điều khiển thanh niên đi cắm trại, anh em sẽ mở khóa được đoạn ending như sau. Anh em sẽ lên xe chạy thoát khỏi khu rừng và con Lemur sẽ nhảy ra trước đầu xe chặn đường. Sáng hôm sau, tờ báo địa phương lên bài rằng ba người trong nhóm bạn cắm trại 4 người đã thiệt mạng một cách dã man, chỉ có nhân vật chính kịp lên xe là trốn thoát. Khu rừng này vô cùng khét tiếng với rất nhiều vụ án mạng xảy ra, nạn nhân nào cũng mất đầu và thi thể, có nhiều dấu vết do răng người để lại. Chính quyền không công bố thông tin gì thêm vì họ cho rằng con Lemur không thể hãm hại thêm được ai nữa. Có vẻ nhân vật chính đã cán chết con lạc đà khi nó xuất hiện ở đầu xe. Con lạc đà này là kết quả của một thí nghiệm khoa học điên rồ của tiến sĩ Eric Bronze nhằm kết hợp gen của con người và động vật lại với nhau, tạo thành những sinh vật quái thai nửa người nửa thú. Và Hungry Lemur chính là con trai của tiến sĩ Eric Bronze. Hắn ta đã thí nghiệm lên cơ thể chính con trai mình, nó khiến đứa trẻ phát điên và gây nên vụ thảm sát cả gia đình. Hungry Lemur cũng bỏ trốn ngay sau đó. Trong đầu Lemur chỉ là suy nghĩ của một đứa trẻ. Thế giới xung quanh lúc nào cũng ngập tràn niềm vui, ánh nắng mặt trời. Những nạn nhân bị Lemur ăn đầu trông họ chả khác gì trái cây. Nhưng thực tế bên ngoài lại vô cùng kinh dị và sự thật về sinh vật này cũng bị chính quyền chôn vùi sau khi nó bị cán bẹp dưới gầm xe. Cứ tưởng mọi thứ đã kết thúc nhưng lũ quái vật nửa người nửa thú này đã xuất hiện trở lại ở thủy cung trong tựa game Simon Crow. Để mi game tôi phân tích cốt truyện xem chúng kết nối với con lạc đà trong phần 1 như thế nào nhé. Tựa game mở màn với ảnh nhân vật chính của chúng ta Kim và Theo đang trên tàu điện. Cặp đôi này đang cãi nhau vì kỷ niệm quen nhau 2 năm mà Theo chẳng tổ chức gì cho Kim cả. Nên cô nàng bắt đầu dỗi anh chẳng yêu em các kiểu, thế nên Theo đã chữa cháy bằng cách đưa bạn gái đến thăm thủy cung. Cơ mà tới nơi thì thủy cung lại sắp đóng cửa, chỉ còn tầm 30 phút nữa. Khách tham quan đã bắt đầu ra về, đoạn này anh em có thể nói chuyện với các NPC để nhận vật phẩm. Cơ mà lời thoại của họ cũng không có gì đặc biệt, nên là anh em không cần phải quan tâm lắm đâu. Đã lỡ đến đây rồi, nên Kim và Theo quyết định mua vé tham quan, được bao nhiêu thì xem bấy nhiêu. Những căn phòng đầu tiên thì cũng không khác gì những thủy cung mà anh em từ ghé thăm ngoài đời. Nơi này trưng bày rất nhiều loại cá, cơ mà bể nước của lũ cá trông nó bé tẹo, chẳng có bao nhiêu không gian để bọn cá bơi lội cả. Nên là tôi đoán thủy cung này có kinh phí vô cùng hạn hẹp, lũ cá ở đây không được chăm sóc ở điều kiện tốt nhất. Ngoài ra thanh niên Theo này rất là vô duyên anh em ạ, chẳng hiểu sao cô bạn gái Kim lại chịu quen ông này. Trên đời không có ai mà lại đi bảo bạn gái mình béo hết, tôi mà là Kim tôi đấm cho ông Theo này vêu mồm. Sang đến khu bể lớn, nơi trưng bày cá mập và những loài cá sống ngoài đại dương thì có vẻ khu vực này được đầu tư hơn, cơ mà nhìn nó vẫn rất là bèo bọt. Theo xin lỗi Kim vì đã không chuẩn bị gì cho ngày kỷ niệm 2 năm quen nhau, Kim lúc này đã bất dỗi bảo rằng chỉ cần hai đứa bên nhau là được. Trong lúc đang vui vẻ thì bỗng nhiên, đèn điện trong thủy cung bỗng tắt ngóm. Đã đến giờ đóng cửa của thủy cung rồi, có lẽ người ta đã quên mất là còn hai vị khách đang tham quan ở đây. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một bóng đen lù lù hiện ra trước mặt Kim và Theo. Đó là một con cá vược miệng rộng. Đây là một loài cá phổ biến ở sông, hồ khu vực Bắc Mỹ. Bình thường thì loài cá này chẳng có gì đáng sợ cả, cơ mà con cá này lại đi được trên cạn và nó có gương mặt của một con người. Con cá vược lao tới tấn công Kim và Theo. Đoạn này Simon Crow chuyển sang thể loại đánh nhau theo lượt, giống với Pokemon hay là Final Fantasy ngày xưa. Dù đấm chết con cá nhưng Kim và Theo vẫn chưa hết bàng hoàng. Kim cho rằng con cá là ai đó đang mặc đồ hóa trang để dọa họ. Thế nhưng lúc đấm nhau với con cá, Theo thấy sinh vật này cũng có vẻ y hệt loài cá, chắc chắn không thể nào là một người hóa trang được. Trong lúc tìm đường thoát, Kim và Theo gặp được một vị khách nữa cũng bị mắc kẹt khi thủy cung đóng cửa. Đó là một cô gái tên là Mia, cô đang trốn trong toilet và cô cùng sợ hãi. Cô gái cũng đi cùng với bạn trai.
và họ đã chạm trán với con cá vực lúc nãy. Người bạn trai bảo Mia hãy nấp ở đây, chờ anh đi tìm người đến giúp và đến giờ thì anh ta vẫn chưa quay trở lại. Mia quyết định vẫn sẽ ở lại đây để chờ bạn trai quay lại cứu, trong khi Kim và Theo tiếp tục lên đường. Họ băng qua một đường hầm bao quanh là một bể cá khổng lồ, thế nhưng thứ chờ đợi họ không phải lối ra mà là một xác người không đầu. Dựa vào mùi tanh của máu thì người này vừa chết cách đây không lâu, cả hai quyết định đi vào phòng điện để bật đèn lên trở lại. Bên trong, họ nhặt được một mảnh giấy với nội dung cực kỳ cay cú. Có ai đó trong đội ngũ nhân viên tại thủy cung rất căm ghét những người đồng nghiệp. Hắn ta mô tả họ bằng những từ như là thích ra vẻ rồi óc bã đậu hách dịch các kiểu. Hóa ra, hắn đang làm công việc mà mình không thích. Đường đường là một nhà khoa học nhưng giờ phải đi bán đồ ăn thức uống cho khách tham quan. Hắn ta và thầy của hắn đã gần đạt được một bước nhảy vọt rồi, thế nhưng thời gian lại không cho phép. Mọi nghiên cứu phải dừng lại và hắn ta phải chuyển sang làm việc ở thủy cung. Lúc nãy ở sảnh chính anh em có thể tiến đến quầy nước, thế nhưng lão nhân viên lại bảo rằng quầy hết nước rồi. Hóa ra chúng ta lúc đó đã gặp kẻ phản diện của game mà không hay. Và còn một nhân vật bí ẩn nữa chính là thầy của hắn ta. Phải chăng người thầy này chính là Eric Bruns, kẻ đã tạo ra Henry Lemieux. Và quả phốt to tướng này cũng như cái chết của Eric đã khiến những thí nghiệm phải dừng lại và những người liên quan đều phải chuyển sang nơi khác làm việc. Thế nhưng thủy cung lại là một nơi hoàn hảo để tên nhà khoa học tiếp tục thực hiện những thí nghiệm lai giữa người và động vật. Tìm được chiếc cầu chì để bật lại đèn. Thế nhưng khi đèn sáng thì thứ hiện ra trước mắt Kim và Theo lại là sinh vật quái thai tiếp theo, một con cá mập đầu búa mặt người, nó đã mò theo cả hai từ trước. Nhờ lúc nãy nhặt được chiếc rìu cứu hỏa nên Kim đã bổ chết được con cá mập. Cả hai nhanh chóng thoát ra được khỏi căn phòng. Hóa ra xác người lúc nãy chính là người bạn trai của cô gái kia. Anh đã bỏ mạng trong lúc đi tìm người giúp. Cô gái quá đau buồn nên muốn ở một mình. Thế nên Kim và Theo chỉ còn cách tiếp tục đi sâu vào bên trong khu thủy cung hơn. Cả hai đi đến khu trưng bày những loài cá ở dưới đáy biển và gặp được một nhân viên của thủy cung, cô ấy tên là Sally. Lần lại mảnh giấy lúc nãy, anh em sẽ thấy Sally được mô tả là một người vô cùng tốt bụng quá mức là đằng khác. Vì quá tốt bụng nên là gã nhà khoa học cho rằng Sally sẽ không thể tiến xa trong cuộc sống được, kiểu chỉ nghĩ cho người khác chứ không nghĩ cho bản thân đấy anh em. Sally hướng dẫn cho Kim và Theo chi tiết cách thoát ra khỏi thủy cung là phải đi đến khu triển lãm cuối cùng, nó sẽ dẫn đến cửa hàng quà lưu niệm và chỉ cần băng qua cửa hàng là sẽ quay lại lối vào lúc nãy. Còn Sally sẽ ở lại đây để chờ đợi và giúp đỡ những người khác còn bị kẹt trong thủy cung. Cô này đúng là tốt bụng thật anh em ạ. Đi tiếp, Kim và Theo đến được khu nước nông, nơi trẻ em có thể đưa tay vào hồ để chơi cùng những loài cá nhỏ. Tuy nhiên lối ra đã bị đóng lại bằng cửa cuốn và phải có thẻ nhân viên mới mở được. Thế nên, cả hai quyết định quay lại tìm Sally. Tuy nhiên khi quay lại thì Sally đã biến mất. Con game này hù ác vờ lờ, tôi thấy cái xúc tu là nghi rồi, con sứa này trông kinh thật sự. Giết được con sứa, cả hai nhặt được chiếc thẻ của Sally đánh rơi. Có lẽ cô ta đã bị con sứa tiêu hóa rồi. Em có biết là sứa tiêu hóa con mồi bằng cách hấp thụ toàn bộ cơ thể của chúng không? Có lẽ Sally đã trải qua một cái chết cực kỳ chậm rãi và đau đớn. Lấy được chiếc thẻ, họ đến được quầy lưu niệm, đoạn này anh em có thể đi thẳng ra sảnh, đánh boss cuối rồi end game luôn, hoặc là có thể quay trở lại khu nước cạn đánh con boss ẩn trong toilet để farm đồ cũng được. Để mở cửa trong toilet, anh em phải lục hết mấy ngăn tủ trong nhà kho. Đây cũng sẽ là nơi anh em nhặt được một bức ảnh bị xé ra từ trang báo. Đó là hai nhà khoa học đang đứng trước phòng thí nghiệm di chuyển. Cái ông đeo kính chính là Eric Bruns, kẻ đã thí nghiệm lên chính con trai mình và tạo ra Henry Lemieux. Còn những người còn lại chính là kẻ đã âm thầm tạo ra những con quái vật ở thủy cung này, trong lúc ngụy trang bản thân là một nhân viên bán thức ăn và nước uống tại đây. Lấy được chiếc khóa rồi thì anh em đã có thể mở cửa toilet. Con quái vật đang chờ đợi là một con rùa da với gương mặt người. Thông tin thêm cho anh em thì rùa da là loài rùa biển lớn nhất và là một trong những loài bò sát lớn nhất, chỉ đứng sau loài cá sấu thôi. Đặc điểm của loài rùa biển là chúng không có mai, thay vào đó lưng của chúng được bao phủ bởi lớp da và thịt trơn. Quay trở lại thì con boss này khá trâu, nếu mà đánh thắng được nó thì anh em sẽ loot được một núi vật phẩm đã bị con rùa chán đường mất, từ túi cứu thương cho đến nước tăng lực các kiểu. Cuối cùng chúng ta cũng đến được sảnh chính, lối ra ở ngay trước mắt, thế nhưng đâu có dễ mà thoát như vậy được. Kim có cảm giác ai đó đang theo dõi mình và hóa ra, chờ đợi sẵn Kim và Theo đài phun nước, chính là con cá heo mặt người này, trùm cuối của chúng ta. Sát thương vừa cao, máu vừa nhiều, chiêu thức lại biến hóa vô cùng đa dạng, mì game tôi cũng khá là vất vả mới thắng được con cá heo này. May mắn là có thêm một mớ vật phẩm hồi máu từ con rùa lúc nãy, nên tôi mới có thể tiêu diệt được nó. Giết được con cá heo, cả hai chạy tung ra cửa chính, vừa kịp lúc có chiếc xe bus đang dừng ở trạm. Cả hai bắt đầu định thần lại sau chuyến đi kinh hoàng đến với thủy cung. Rốt cuộc từ một buổi hẹn không lên kế hoạch trước, một ngày kỷ niệm 2 năm yêu nhau không có ý định làm gì lớn, vậy mà đã trở thành một chuyến đi sinh tử suýt chết mấy lần. Tầm này thì giận dỗi gì nữa, làm lành anh yêu em yêu anh rồi hết game thôi. Kết thúc hơi vội thật nhưng mà đây đã là tiến bộ vượt bậc so với Henry Lemieux rồi. Xem đến đây chắc cũng sẽ có nhiều anh em thắc mắc rằng liệu việc kết hợp gen giữa con người và động vật có thể xảy ra ngoài đời không? Một con người lai, tưởng chừng như câu chuyện khoa học viễn tưởng chỉ có trong game, nhưng loài sinh vật thực sự đã hòa chung dòng máu với loài người anh em ạ. Trong một hội nghị khoa học năm 2018, hai nhà nghiên cứu tại Đại học Stanford, Đại học California đã kể lại câu chuyện về đứa con lai người cừu đầu tiên chỉ sống được 28 ngày dưới dạng phôi mà họ đã tạo ra trong phòng thí nghiệm. Tế bào gốc từ người trưởng thành được đưa vào phôi cừu sau giai đoạn đầu thụ tinh, sau đó phôi được cấy lại vào cừu cái.
họ vẫn đang nỗ lực để kéo dài sự sống của phôi, để rồi cuối cùng, một sinh vật là cừu nhưng lại mang nội tạng người ra đời, mục đích tạo ra sinh vật này để lấy nội tạng. Đến năm 2019, một thông tin lan truyền trong cộng đồng khoa học rằng đã có người cho ra đời một sinh vật sơ sinh được lai tạo giữa người và khỉ, hay nói đúng hơn, đó là con khỉ mang nội tạng người. Sinh vật này cũng được tạo ra nhằm mục đích lấy nội tạng để cấy ghép cho con người. Thông tin nhanh chóng bị phản ứng dữ dội, các nhà khoa học khác lo sợ khả năng các tế bào gốc trốn thoát và não thai nhi động vật. Khi đó, nguy cơ tạo ra những quái thai, một con vật có ý thức như người hay một con quái vật lai thực sự sẽ là có thật. Dù vậy, tất cả những nghiên cứu này chỉ đang dừng ở những bước đầu, chưa có sinh vật lai nào được ra đời và sống khỏe mạnh được cả, nên là anh em có thể an tâm là sẽ không có con lạc đà Hungry Lemur hay lũ cá quái thai trong Sea Mongrel ăn thịt anh em đâu. Cơ mà tương lai sau này có không thì Mi Game tôi không biết. Ok, và đó là những phân tích của Mi Game về câu chuyện của Sea Mongrel cũng như là liên kết và con game này với Hungry Lemur nhé. Anh em thấy có hợp lý không nào? Nếu thấy hay ho thú vị thì nhớ like, share video này và nút subscribe đăng ký cho Mi Game. Mi Game sẽ lên video mới vào 18 giờ thứ 2 từ 6 mỗi tuần. Vui vui thì cũng lên thứ 5 nữa. Anh em nhớ đón xem và subscribe cho tôi nha. Bây giờ trước khi hết video, tiết mục bình luận để được lên TV đã quay trở lại rồi đây. Giờ tới tiết mục bạn hỏi Mi Game trả lời. Bạn La San San là nữ và muốn nhờ Mi Game tôi tư vấn cách tán crush trong lớp. Ok bạn ơi, con trai tụi tôi thích con gái biết chơi game lắm, tập chơi game mà crush đang chơi, xong rủ nó đi ô bật voice chat lên thả thính qua lại, thế là đổ thôi. Bạn Trà Dương, hơi rốt môn xác suất thống kê nên muốn nhờ tôi giúp. Một sọt cam có 10 trái trong đó 4 trái hư, hỏi xác suất lấy được 3 trái hư là bao nhiêu. Easy luôn, C3 của 4 chia cho C3 của 10 bằng 0,03. Bạn Thái Cảnh lại nhờ tôi cân bằng phương trình hóa học Fe cộng HNO3, thì ra Fe NO3 3 lần cộng NO2 cộng H2O. Cái này lại dễ. 4HNO3 với 2H2O là đủ rồi ông ơi. Bạn Danh Nguyễn hỏi tôi như sau. Không ai than sức khỏe của anh Mi Game hết. Sức khỏe của anh ngoài đời ra sao? Trước khi trả lời thì lần sau ông đừng có chơi đồ trước khi comment nhé. Tôi đọc comment của bạn mà lú luôn. Nói chung Mi Game tôi vẫn khỏe mạnh bình thường, dư sức làm video cho các ông. Anh em muốn bình luận của mình được lên TV thì hãy bình luận hoặc là chế meme cho bạn vào để đăng vào group dạo linh của Mi Game. Hôm nay tới đây thôi, đừng quên khung giờ 18 giờ thứ 2 từ 6 mỗi tuần để đón chờ video mới của tụi mình. Vui vui thể lên video ngắn nữa vào thứ 5. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mấy ông ở những video tiếp theo.